Tao lên nó lấy xem nó lấy lốt việc thiện xe đấy nhá, trà hoa vàng ấy nhá, để tán đẹp nhá. Trong không gian nhà đây có lại trồng hơi bị nắng tí đi. Đẹp xanh à, hoa nó đẹp. Mua cái ổi ở bên Phú Vị à, bên Trại Nhạn. Cốc đồng vườn đẹp nhá. Đấy. À, nhìn không cảnh như này. Cái coi nhé. Ôi, mới lấy mấy cái giò lan này mới nhập về à? Hay cũ đấy. Cái này cũ ở nhà mình hay mới nhập về? Cái ba cái giò lan này. À, đẹp thế nhỉ? Ôi tớ ấy, tớ làm gì có nghe ấy, tớ không gian nó chật nữa. Lấy một cây trà hoa vàng nữa. Nan à, nan đột biến này, cá coi này. Kết. Kết. Mấy em này, nan đẹp quá nhỉ. Quá sung sình. Những cái giò đâu? Quá quý nhỉ. Lan đẹp thật. Phi điệp đấy. Nó phi điệp, nó là phi điệp gì đấy nhỉ? Đẹp nhỉ. Trồng rau cổ với lại Hawaii. Những cái giò này là giá trị bao nhiêu tiền? Giò này em mua là hôm bây giờ mình bán ra đấy, mua thì nó mua thì mua là 30.500. Nhưng mà bây giờ nếu mà bác lấy thì 2 triệu. 2 triệu giò phong lan này, vâng. Đẹp quá nhỉ. 2 triệu thì có đổ khăn. Rồi, kinh quá nhỉ, rẻ đấy nhỉ, là lan rẻ quá nhỉ, có 2 triệu bạc. À, coi đây, ví dụ nó mua nhiều nhỉ, ăn chơi. Xong hết rồi à, đã mua đào cái ổ cho khách, mua cây đào cho khách. Đẹp không gian xanh nhé bạn. Đây là khu trung tâm của ok. Cái móng rồng đây hả? À, mai thuộc quý. Hoa mai. Hoa mai. Hoa tử rồi. Đấy em đang bảo trồng một cây trà nữa ở gốc cây này cho nó. Tôi trồng chỗ này là phải này, chỗ này nó mát này. Còn cây quả đôi cái này để cho em cây đấy. Không không để được em ạ, cây đấy hôm nay để cái này còn để hơn ít hơn cả vốn mua. Không để cho em một cây kỷ niệm ít hơn vốn mua rồi. Để cái cây này là ít hơn cả vốn mua, anh nhập cao hơn đấy. Em mua hộ cho anh mấy cây rồi anh ấy để đấy. Đấy. Cây đẹp trà vàng này. Đấy. Dàn nhá các bạn nhá. Ê cô ơi, có cây hoa giấy này quý lắm đấy này. Nhiều tiền lắm. Đẹp chưa? Lộc vườn này. Không gian rất là xanh các bạn nhé. Đây cái trà hoa vàng đây này. Cây này. Đấy. Đẹp đấy. Cái này cái gì nhỉ? Chám à? Lát rồi kể ra phải thay thế cái khác vào đây chỗ này. Để nó là bóng mát rồi. Sau đó